Tập 11. Quỷ cứu mạng với giết người rồi. Ông chủ Trác nhìn kìa, hình như vẫn còn người sống. Vừa hay đã mất công đi tìm. Dù gì thì đã không phải là người tốt. 13 thái bảo cũng đã đánh ba rồi. Vậy thì tiện đường giúp anh phá cái ổ của bọn chúng luôn. Đi thôi. Anh bạn Diệp Mặc à, chỉ có vài người chúng ta đi sao? Có cần tìm thêm người giúp đỡ hay không vậy? Không cần đâu. Nhiều người thêm loạn một mình tôi là đủ rồi. À, nơi này chính là Lâu Xà Trấn. Bởi vì chiến tranh ở Lâu Xà, dân đã đi rồi. Đi từ rất lâu rồi, mọi người ở đây đều trở thành trạng thái không có sự quản lý của chính phủ. Sau đó thì nơi này tụ tập trong một số lượng lâu dần lớn, trở thành một nơi trấn không giống như trấn, trại không giống trại. Ông chủ Trác à, anh xem cái tấm bản phía trước có viết cái chữ 13 Thái Bảo. À đúng 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 đúng, nơi này chính là đại bản doanh của chúng tôi. Chúng tôi có 2 người tuần tra bên ngoài và 2 người canh giữ phường Nam. Người khác thì đều làm việc của mình hoặc là đánh nhau. Đánh hắn, Lão Tăng, đánh hay lắm, đánh hay lắm. Chú tài xế, lát nữa tìm chỗ kín mà đứng nha. Tôi chụp vài tấm ảnh dùng làm tư liệu tức. Được rồi, tư liệu tin tức à. Vậy chẳng phải mình cũng sẽ nổi tiếng lên rồi sao? Nhiều phiền phức thật đó, lại phải ngụy trang rồi. Ông chủ Trác à, lát nữa để một mình tôi vào là được rồi. Mọi người cứ ở trên xe đi. À, vậy sao được chứ? Anh vì tôi mà xông vào nguy hiểm, tôi làm sao mà có thể đứng khoanh tay đứng nhìn được chứ? Hơn nữa cũng có chỉ có tôi nhận ra Phương hội trưởng. Được rồi, vậy anh trốn sang một bên chú ý an toàn đi. 13 thái bảo ra đi cho tôi. Cái đồ chó má không có mắt lại tự chui ra từ đâu vậy? Hả? Đồ chó má? Mày chứ ai là đồ chó má hả? Tao mắng mày đấy, cái thằng đồ chó má. Lâu nè. À, tay của tôi gãy rồi. Cả anh em cùng lên giết chết hắn. Con tưởng là vườn dạ, hoa ra là phi vật à. Một đế, một đám trẻ rình mà còn biết sống chết mà. Tiếng xương gãy. Ôi. Ông chủ Trác à, chúng ta đã đến mấy người rồi? À, 8 người, đã 8 người rồi. Đúng là một đám giặc cỏ mà. Nghe tên còn tưởng là thần thánh phương nào chứ. Tiếng súng. Quá thần kỳ. Lần này gặp được anh Diệp đúng là may mắn lớn mà. Xin ngài tha mạng. Không lên nữa, không lên nữa. Chúng tôi đầu hàng. Cả anh muốn cái gì thì cứ việc lấy đi. Chỉ cần anh tha cho chúng tôi cái mạng chó này. Ông chủ Trác đi thôi. Chúng ta vào lấy hàng nghiên cứu người. À đúng rồi, nếu các người còn tiếp tục làm chuyện xấu ở Lâu Xà nữa thì đừng có rách tôi vô tình. À vâng. Trong này lại có linh khí nồng quá, hình như phát ra từ cái chiếc hộp màu đỏ kìa. Đây là tử tâm đằng. Cái này có ích rất lớn đối với việc tu luyện rồi. Không ngờ linh khí ở trái đất mỏng như vậy mà lại tìm được tử tinh đằng ngân tâm thảo. À anh Diệp à, đây chính là phương hội trưởng. Lần này đã tạ anh Trác và anh bạn đã đến cứu ứng. Anh Trác à, tử tâm đằng mà anh còn ở đây. Không biết vì lý do gì mà anh Trác phải chạy tới nơi nguy hiểm thế này để lấy cho được nó vậy. Nói thật thì con trai của tôi 8 tuổi đột nhiên bị ngơ ngẩn, mãi mà không tìm ra được nguyên nhân, cho đến khi gặp một bác sĩ trùng mì nói rằng có một loại cây màu tím đun nước uống 3 năm là có thể cứu được nó. Vì vậy tôi vẫn luôn cực khổ đi tìm kiếm. À tôi biết tâm đằng này, nhưng mà theo tôi biết thì cái loại này có hại chứ không có lợi gì cho cơ thể của con trai anh cả. Cái gì? Anh Diệp nói thật ư? Chuyện này nói ra dài lắm. Thực ra thì tôi có biết sơ sơ về y thuật. Bệnh của con trai anh có khi tôi lại có cách chữa. Nhưng mà cái cây cỏ này, ông chủ Trác à, có thể cho tôi không? À, anh Diệp thực sự có thể trị bệnh giúp con trai tôi sao?
Chắc là không vấn đề gì lớn. Anh Diệp Thuần mang kỳ tài, nếu chỉ còn cái cây tử tâm đằng này thì có thể cướp luôn, không cần phải bịa chuyện lừa gạt mình. Xem ra con trai lần này của mình được cứu rồi. Cây cổ này anh Diệp cần thì cứ việc lấy đi. Đại ơn đại đức anh Diệp Trác Mũ tôi suốt đời không quên. Anh Trác à, anh Diệp, nơi này không phải là nơi nói chuyện, mời Hà đến phát đau hội để nói chuyện kỹ hơn. Kết quả điều tra thế nào rồi? Yên Kinh tổng gia, gia chủ à, đã điều tra rõ ràng rồi, mời xem màn chiếu. Thiếu Văn Thiếu gia một tuần trước đã đi Hạ Phong, nhưng chia đó một ngày rồi rời đi. Sau đó thì đưa theo A Phát và Vương Truyện bí mật đi đến Hải Kinh. Lần này Thiếu gia đi là để gặp mình Ninh Kinh Tuyết, vì không thể để cho người khác phát hiện, còn cố ý tránh né camera xung quanh Ninh Hải. Nhưng Kinh Ninh Kinh Tuyết cuối cùng lại không hề rời khỏi Ninh Hải. Ngược lại, Diệp Mặc tiểu tử thiền nguy của Diệp gia lại biến mất trong đêm đó không rõ tung tích. Sau đó thì chúng tôi kiểm tra camera ở ngoại ô, thì xe của Thiếu Văn Thiếu gia đang đi bình thường trên dốc Thất Lộng, đột nhiên xông ra mặt đường rồi xuống vách núi. Có phải là tài xế uống rượu say không? Không phải, căn cứ theo hiển thị có trong camera giám sát hiện trường, trừ mỗi một đoạn Ninh Hải không có camera ra, thì những nơi khác xe đều rất là bình thường. Chỉ đến dốc Thất Lộng mới xảy ra sự cố. Gia chủ Tống gia Tống Kỳ Minh đã tìm thấy tung tích của Diệp Mặc chưa? Trước mắt thì vẫn chưa phát hiện dấu vết của Diệp Mặc, nhưng mà chúng tôi đã tìm được một máy tính giám sát ở tiểu khu mà Diệp Mặc và Ninh Kinh Tuyết sống. Nhưng trong tư liệu đã bị xóa sạch rồi, hiện giờ vẫn đang phục hồi. Gia chủ à, ghi chép bị xóa trong máy giám sát đã khôi phục được rồi. Nhanh phát lên đi. Quá nhiều có quan hệ với Diệp Mặc này. Gia chủ tuyệt đối không thể tha cho Diệp Mặc này. Đúng vậy, thù của Thiếu gia nhất định phải báo. Nhìn thế này chắc chắn là con tiện nhân Ninh gia Kinh Tuyết biết sự thật. Nếu không thì tại sao lại xóa bản ghi chứ? Cho dù cô ta không biết thì chuyện này có thể liên quan đến cô ta, Tống gia ta cũng tuyệt đối không tha cho cô ta. Nhưng mà tạm thời mặc kệ Ninh gia đi, chuyện gấp bây giờ là tìm được Diệp Mặc. Truyền lệnh của tôi xuống, cho dù thế nào cũng phải bắt được Diệp Mặc, cho dù chết rồi cũng phải đào sát lên cho tôi. Diệp Mặc, rốt cuộc anh đã đi đâu rồi? Trôi giặc nơi nào nghiền thành cát bụi? Nơi này thường là quê hương ta, là bởi vì gia đình này không có chỗ khiến anh an lòng, vì vậy anh đã rời đi chẳng nói tiếng nào sao? Hay là vì những lời nói của tôi làm anh đau lòng? Đều là lỗi của tôi, đều là lỗi của tôi mà, sao tôi lại ngốc như thế chứ? Cái gì mà tiền mồ hôi nước mắt rõ ràng lại lấy từ chỗ tôi? Đúng là một người mới tiền mà, chẳng có chút mùi vị tình người nào cả. Nói cho cùng thì cũng là vì tiền thôi. Cái chút chuyện con còn cũng tính toán kỹ cả như vậy, ta chẳng giống đàn ông gì cả. Diệp Mặc à, rốt cuộc anh đi đâu rồi? Quay về có được không vậy? Tôi muốn nói vài câu xin lỗi với anh. Tập 11. Nổi gió rồi. Đây chẳng phải là cái cây trước mà Diệp Mặc rất thích sao? Hình như đây nảy mầm rồi. Mình phải bảo vệ thật tốt, đợi đến lúc Diệp Mặc quay về. Ninh Hải nhà Vân Băng. Diệp Mặc à, đều là Diệp Mặc, đều là vì Diệp Mặc cả. Chìm hiểu một chút nào. Đây là lại nói sau khi Diệp Mặc lần trước thì không hề gặp lại hắn nữa, chắc là không có mặt mũi gặp ai nên mới trốn đi. Diệp Mặc đừng có đi, nói cho rõ ràng với tôi đã. Diệp Mặc à, thì khốn, sao lại đối khốn với tôi như thế chứ? Cô giáo thực sự đã nhận nhầm người rồi. Không lẽ mình thực sự đổ oan cho Diệp Mặc sao? Nhưng mà bản thân mình cũng rõ ràng ngày sau đó khi bị bồi thuốc, lúc mở mắt ra thì nhìn thấy chính là hắn. Nếu như không phải hắn thì sao lại trùng hợp hắn ở đó chứ? Ngày đó hùng mê, quá thật là có mơ màng nghe được tiếng nói chuyện của người nào. Chắc không phải chỉ có một mình Diệp Mặc, nhưng mình thực sự không nghĩ ra, lúc nếu như không có liên quan tới Diệp Mặc thì tại sao hắn lại ở hiện trường chứ?
À đúng rồi, hình như lúc đó trên đất có còn có máy ảnh nữa. Thế đi có một cái thẻ đi trong túi mình. Không lẽ đi xem cái hình mới được. Hình như cái hình vẫn còn. À có rồi, chính là cái này rồi. Hình như có thể dùng cắm vào thử xem sao. Ý vô sĩ Trình Vân Kiều, có đoạn thủ đoạn của mày đúng là càng ngày càng hạ lưu hả? À còn đã, có gì từ 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 nói. Mày còn tiền đúng không? Còn bao nhiêu cũng được tao trả cho mày. Là dịp mặt cứu mình. Mình phải đi tìm dịp mặt. Mình vậy mà lại đổ oan cho ân nhân cứu mạng của mình. Mình thật là ngu xuẩn mà. Mình nhất định phải tìm được dịp mặt, nói rõ ràng với cậu ấy. Có bọn học nào nhìn thấy dịp mặt hay không vậy? Có ai có cách nào liên lạc được với dịp mặt không? Cô giáo Vân, xin dừng bước. Tôi nghe nói giữa cô và Vân Băng, cô Vân Băng và dịp mặt có khúc mắc. Nhưng tôi hôm nay trở lại nhìn thấy cô Vân Băng rất là quan tâm tới dịp mặt. Tôi rất kỳ vì sao? Là bởi vì nguyên do gì? À, có một hôm tôi bị người hạ thuốc mơ. Và đúng lúc dịp mặt đột nhiên xuất hiện vì cứu tôi. Nhưng mà tôi vẫn luôn hiểu nhầm cậu ấy chính là người xấu nên đã hạ thuốc mơ với tôi. Ý của cô là dịp mặt vô tội sao? Ừ, là tôi đã đổ oan cho cậu ấy. Tôi không xứng đáng làm giáo viên. Kỳ thực thì tôi cũng không phải là như vậy sao? Tôi cũng vậy. Nhưng mà lại không tin tưởng cậu ấy. Vì người... À đúng rồi, cô có biết dịp mặt ở đâu không? Tôi cũng không biết cô ấy ở đâu. Sau đó thì không lâu cô ấy liền mất tích, không quay về nhà của bố mẹ nữa, cũng không để lại cho bạn bè bất kỳ tin gì. Vậy sao? Vậy tôi nhất định phải tìm ra cậu ấy rồi. Chính miệng cậu ấy xin lỗi cậu ấy. Tới đây Trạch Quân, Diệp Quỳnh à, Phương Nam xin kính mọi người một ly. Lại nói một lần nữa, được cứu quả thực là phải ra tạ đã gặp phải Diệp Quỳnh rồi, cho nên tôi mới kính Diệp Quỳnh một ly. Ông chủ phường khách khí quá rồi, chút việc nhỏ không đáng để kể thôi. Vẫn luôn nghe tới Phát Đâu Hội chính là một trong ba bàn hội lớn nhất của Lô Xã. Nhưng mà hiện tại 13 Thái Bảo đều bị Diệp Quỳnh dễ dàng diệt trừ rồi. Tương lai Phát Đầu Hội Lô Xã sẽ là không có giới hạn. 13 Thái Bảo này không có việc ác nào không làm, trừ đi bọn họ vì trừ hại cho dân, nhưng cũng được tính là một chuyện tốt. Nếu như hiện tại gặp phải rắc rối từ hắc tử cắn kìa, ngược lại sẽ khiến tôi thu hoạch được kinh hỷ ngoài muốn. Trác Quỳnh à, đợi sau khi tôi lưu sợ trở về sẽ đến cho anh. Vậy thì vật này có thể giúp đỡ cho Diệp Quỳnh đệ rồi, cũng tính là đáng giá. Đợi sau khi làm xong việc thì cứ liên hệ với tôi. À, uống đi Trác Quỳnh à. À Diệp Quỳnh, à tiểu muội hôm nay không say không về. Anh Diệp Mặc à, Diệp đại ca, anh có thể cho em số điện thoại của anh không? Em muốn về sau anh đến Yên Kinh, em còn có thể cảm ơn ân cứu mạng của anh. À, tôi xin lỗi, cái loại đồ vật như điện thoại này tôi không dùng. Chút việc nhỏ này cô không cần phải để trong lòng đâu. Ờ, à, giờ là cái thời đại nào rồi, còn có người không dùng điện thoại ư? Rõ ràng là anh không muốn nói cho em mà. Tiểu muội à, Diệp Quỳnh quá thật không dùng điện thoại. Đến lúc đó Diệp Quỳnh tới Yên Kinh, tôi sẽ lập tức báo cho cô ngay. Phương Quỳnh à, Diệp Quỳnh, tôi cùng với Tiêu Lùi sáng sớm ngày mai còn phải lên máy bay đi Hàm Sơn. À, đi trước một bước nhé. À, ra Quỳnh là mùi à, trên đường chú ý an toàn. Có việc gì thì cứ liên lạc với tôi. Phương Quỳnh, Diệp Quỳnh à, chúng ta ngày sau gặp lại nhé. À, Diệp Quỳnh đã muốn ở lại lưu xa, không bằng để tôi giúp Quỳnh sắp xếp một nơi để ở nhé. Ngoài ra, nếu như còn có yêu cầu gì khác thì Quỳnh cứ nói đi, dù thế nào thì cũng đừng khách khí. À, tôi chỉ còn một nơi hẻo lánh một chút ở lưu xa để ở là được rồi. Ngoài trừ cái này ra thì tôi cũng có muốn một vấn đề muốn hỏi. Không biết cái cây tử đằng kia là từ nơi nào tới gì? À, vật này chính là 7 năm trước tôi lưu vong tới cảnh nước S, ở trong một sườn cốc tìm thấy trên thi thể của một lạc ma Tây Tạng.
Khi cái cây tử đằng đó dùng một hộp gỗ hoàn hảo để đựng, thì tôi cũng không biết vật này dùng thế nào, nhưng lại cảm thấy vật này là vật vi phạm, liền đem trở về. Mà thi thể mặt là kia, tôi cũng tìm người giúp đỡ chôn cất. Ông chủ phường à, có nhớ rõ nơi chôn cất mặt là đằng kia không? À, đương nhiên là nhớ rồi. Tôi còn vẽ lại một tấm bản đồ đặc biệt ghi nhớ chôn cất mà lạc đấy. Tới lúc đó còn phải mời ông chủ phường chỉ đường rồi. À, xong rồi. Hy vọng là thôi những nơi này phù hợp với trồng ngân tâm thảo với diện tích lớn. Ngân tâm thảo cũng gieo hạt rồi. Đợi hạt móng, hạt giống nơi này mầm còn một tháng nữa. Khoảng thời gian này là cái gì đây ta? Vốn cho rằng đây là một thế giới bình thường, nhưng hiện tại xem ra lại không phải như vậy. Vương từ lúc trước thì còn có vận động quen biết về sau này đều không để lộ tài năng. Nếu như không tu tập được nhiều đồ vật phẩm mạnh hơn, tu vi của ta sợ rằng dừng chân tại chỗ. À đúng rồi, không bằng thì đi nhìn xem nơi phường Nam trồng cất ma lạc đi. Nếu không chừng thì sẽ đạt được thu hoạch ngoài ý muốn. Rừng rậm biên cảnh nước ít, mau mau lên, đều lâu sạch đi. Mất tìm ký cho tôi. Các cậu đi tìm phía bên kia. Cái tên nhảy ấy chân đã bị thương rồi, chắc chắn không chạy được bao xa đâu. Tìm ký đi nào. Ôi nguy hiểm quá, thiếu chút nữa thì đã bị phát hiện rồi. Mùi thơm. Đây chẳng phải là men của chúng ta sao? Thật là sống lâu rồi mới thấy cái cảnh này. Tại sao lại có người nướng đồ ăn ở nơi này vậy? Mùi hương này ngửi thấy liền là đói rồi. Đội trưởng bên kia có người bị phát hiện rồi. Chính là bên kia. À, có người có nhìn thấy ai chạy qua đây không? À không. Cái đệt mở ăn núi láo gì, muốn chết à? Ông đi một súng bắn chết mày bây giờ. Mày nói cái gì? Không ổn, tên kia gặp nguy hiểm. Tập 12. Mày không được làm bị thương thường dân tôi ở đây. Ồ, thì ra là mày à. Cái đệt mợ mày không trốn nữa sao? Vậy thì càng tốt. Ông đi dùng một phát súng là tiếng mồm mày lên trời. Tao ghét nhất là bị người khác dùng súng chĩa vào đầu tao. Không ngờ tới chi thủ này của Vân Đông dùng cũng được phết. Xảy ra chuyện gì vậy? Đồng nháy mắt hai tên nhãi ít quốc kia liền rơi, liền bị chém đứt rồi rồi. Anh chắc là không phải là một bọn với họ đâu nhỉ? Ai đang sợ tôi? À, mất quá nhiều máu hôn mê rồi à? Này tỉnh dậy đi. À anh, tôi làm sao vậy? Vừa nãy anh mất quá nhiều máu đã hôn mê đó. Vậy vết thương ở chân của tôi sao đột nhiên lại gần khỏi rồi? À, tôi truyền cho anh một chút trần khí, chắc là không còn trở ngại gì lớn nữa đâu. Nè, cho anh cái đùi nè, tới đó hồi phục thể lực nè. Thực ra tôi là quân nhân, chúng tôi chấp hành nhiệm vụ gặp phải mai phục. Chỉ có tôi đột phá vòng vây nên tới được đây. Cái chiến hiệu của tôi vẫn còn đang bị bao vây. Đại ca, tôi thấy anh tân thủ bất phàm, có thể giúp tôi cứu chiến hữu của tôi hay không? Cầu xin anh đó. À, tôi xin lỗi, tôi mặc dù rất muốn giúp anh, nhưng mà tôi phải đến nơi này rồi tìm đồ rồi. À đại ca, nếu như anh muốn ở nơi này tìm cái gì thì Quách Khởi tôi nhất định có thể giúp anh. Chúng tôi rất quen thuộc với địa hình ở biên cảnh này. Hơn nữa, chắc chắn đồ vật mà đại ca muốn tìm là vật tuyệt phàm. Biên cảnh này rất lớn, cái loại chuyện như tìm đồ vật cần phải dựa vào việc đông nhân lực hơn. Lời này nó cũng đúng, có lý. Đã như vậy thì dù sao nhóm người này cũng không phải là loại tốt đẹp gì. Đi diệt trừ một chút cũng tính là một công đôi việc vậy. Đi thôi, nắm chắc thời gian đi. Còn bao xa nữa mới tới gì? Vượt qua cái mỏm núi kia là tới rồi. Tới rồi, chính là cái sơn động trước mặt. Nơi này chính là động Hàng Thiền. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chúng tôi đã bị phục kích ở nơi này.
Nhưng may mà những người chúng tôi dội dàng cướp lại được cứ điểm mà bọn chúng mai phục. Chỉ là lại gặp phải chi viện của quân địch, cộng thêm với cái nơi này giữa phòng khó công, người của chúng tôi liền bị vây ở trong động. Đồng Hàn Thiên à, hình như nơi này giống hệt với cái nơi mà Phương Nam đã nói. Có tiền súng, chứng tỏ là chưa tới muộn. Nếu như may mắn có khả năng thì tất cả đều vẫn còn sống sót. Nhưng mà những chi viện kia là đặc chủng binh, cho nên tính thế rất là phiền toái. Đối phương tổng cộng còn bao nhiêu người vậy? Bọn họ lúc đầu mai phục chúng tôi thì đoán chừng ít nhất cũng phải trên hai dưới 20 người. Tính cả lúc đi cướp địa bàn bị bọn tôi giết chết, cùng với truy kích tôi thì đoán chừng còn lại 5 đến 6 người. Hiện tại đối phương có lẽ là muốn nhân lúc trời tối tiến hành đột phá vòng vây. Quách Khởi à, tôi đi lên trên xem xét tình hình, anh ở đây chờ tôi. À, anh đại ca cậu trước tiên là dùng thần thức xem xét tình huống. Trong rừng rậm, tầm nhìn eo hẹp không thể xem nhẹ. 10 người, xem ra địch nhân nhiều hơn so với cái con số mà Quách Khởi dự đoán. Chẳng qua là mấy mà không phát tán, có thể giải quyết cùng một lúc. Không ổn, mấy cái tình nhảy quốc kia đã bắt đầu đột kích rồi. Không biết đại ca anh ra sao rồi. Bơm khối, cơ hội tốt đây. Go 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 go, toàn đội chuẩn bị bắt đầu tiến hành càn quét. Nhưng men đã. Chú ý chú ý, vị trí đứng nhà, cẩn thận địch nhân có mai phục đó. Hai tên, vẫn còn 8 tên. Bắt buộc trước khi khối tản đi thì phải giết xong bọn họ. Còn đánh lén có đánh lén, mỗi 12 giờ. Có tay đánh lén hơn nữa còn đi chuyển rất là nhanh. Xạ kích, cảm chuẩn bóng dáng màu đen kia mà xạ kích. Nay thì xạ kích. Xạ kích bắn rơi con chó kia xuống. Những người này mạnh hơn nhiều so với 13 tên Thái Bảo gì đó kìa. Ở đằng sau anh, đội trưởng à, xạ kích ở bên trên, hắn ở, ta ở bên trên. Lần sau đánh tới nỗi thật là nhịch nhát mà, xem ra phải một chống thần cấp tu vi rồi, không thể chậm chạp được nữa rồi. Bằng không thì lần sau gặp lại cái tình huống như thế này, thật là sinh tử khó dự liệu mà. Phía sau bơm cối là tiếng súng liên tục. Không biết đại ca và cái chiến hữu thế nào rồi. Thật là sốt ruột chết mình mà. Quách Khởi, đi thôi. Tiến vào nghênh đón cái chiến hữu của anh đi. Đại ca, sao anh đã giải quyết xong rồi? Thật là thần mà. Anh thật ra vẫn còn được. Chỉ là nhân số của địch nhân cách xa số lượng người mà anh dự đoán. Đại ca, anh mau nói rốt cuộc là đã làm thế nào đi. Anh đối mặt đều là những đặc chủng binh có võ trang đầy đủ đó. Phí lời gì nữa, mau đi tìm chiến hữu của anh đi. Đội trưởng, bơm kia tại sao chỉ ném một quả xong là hết rồi? Không phải là người của chúng ta tới rồi đó chứ? Quách đại ca, anh ấy có thể tìm được sống trong chỗ chết đó là vô cùng may mắn rồi. Yên Thành à, cô kiên trụ chút đi. Quách đại ca nhất định sẽ tới cứu giúp chúng ta. Không sao cả, cùng lắm thì tôi cùng đồng quy vô tận với những tên kia. Phương Vĩ đến lúc đó, cậu lợi dụng cơ hội này mang đội trưởng trốn ra ngoài. Quách đại ca, chúng tôi ở đây này à. Tìm được rồi, cuối cùng tìm được các cậu rồi. Các cậu cũng sao chứ? Chúng tôi cũng sao, chính là Uyên Thành có chút bị thương. Quách Khởi, sao anh lại vào được đây vậy? Là giờ có đội ngũ nào chi viện cho chúng ta sao? Không phải là đội ngũ, các cậu không ngờ tới đâu. Cứu mạng chúng ta là một vị cầu thủ và còn tái thế còn trẻ đó. Trước tiên thì cứu tôi ra khỏi mấy cái tay của mấy cái tên nhãi kia. Sau này thì đơn độc một mình diệt trừ hết cả cái lũ kia. Qua wow, thật là thần kỳ, nhất là vết thương của tôi đại ca vận công một chút liền chữa khỏi rồi. Cậu xem đi, miếng vết thương chỗ này nè, của tôi cơ bản đã sắp lành rồi.
Vết thương của Yên Thành có thể cứu rồi. Quách cởi một chống đưa chúng tôi đi gặp mặt đi. Vậy chúng ta ra khỏi động tìm đại ca thôi. Anh ấy có lẽ vẫn đang chờ bên ngoài chờ chúng ta đó. Quách khởi à, Phương Vị, cái cầu đi phía trước đi. Phong Trừ vẫn còn có mai phục sót lại. Tôi đỡ Yến Thành đi về phía các cậu. À anh Quách à, tôi có thể bái đại ca mà anh nói kia làm thầy không? Ừ, đại ca là thế ngoại cao nhân, cậu nói xem anh ấy có thu nhận không? Ừ, nói vậy thôi chứ không chắc nha. Tôi nhất định phải chăm chú quan sát một chút người kia mà anh nói mới được. Quách khởi à, đi vào cũng được một lúc rồi, tại sao vẫn chưa ra? Là đại ca, quay lại rồi nè, xem ra vẫn bình yên vô sự à. Đại ca, chúng tôi về rồi đây. Ồ, đây chính là cao thủ mà Quách khởi nói sao? Thật là quá xối khí đi. Đại ca, cảm tạ ân cứu mạng của anh đối với chúng tôi. Nhưng mà anh Quách nói võ thuật của anh cao cường, cho nên tôi muốn bái anh làm thầy. Nhanh tay tập kích mà thôi, hạ tất với thú nhận đệ tử chứ. Quách khởi, đầu hữu à, cô anh đều đã bình yên vô sự rồi. Tôi có việc phải đi trước đây. Tập 14. À đại ca xin dừng bước. Tôi đã từng nói là chỉ cần các đội hữu của tôi còn sống thì chúng tôi nhất định sẽ báo ơn cứu mạng của anh, giúp anh tìm đồ vật mà anh muốn tìm. Tôi muốn tìm là hai cái cây vàng niên thanh. Nhìn địa hình thì chính là ở phù cận của sơn cốc này. Vàng niên thanh tôi biết nó ở đâu. Tôi có thể đưa anh đi, chỉ là vết thương ở chân của tôi. À Yên Thành à, cô biết tung tích của vàng niên thanh sao? Vậy thì tốt quá rồi. Đại ca, vậy làm phiền anh trị thương giúp cho Yên Thành, sau đó chúng ta xuất phát được không? Đợi cô ta xuống để tôi xem thử. Yên Thành, cô ở đây nghỉ ngơi trước đi. À được, tôi không sao. Làm phiền anh rồi đại ca. Tôi cùng với Quách cởi đi xử lý thi thể và chiến lợi phẩm. Yên Thành giao lại cho anh đó. Người này sắm rền dò cuốn, làm việc rất là sảng khoái, cũng không hỏi mình trị thương như thế nào. Đại ca, nếu như anh có thể thì xin hãy chữa trị giúp tôi. Xem ra là vết thương tự sống mà, chứ còn dùng châm, dùng chân khí hút viên đạn ra là được. Nhưng mà vị trí của vết thương này có hơi khiến cho người ta lúng túng mà. À đại ca, anh đang nhìn cái gì vậy? Xin hãy chữa trị giúp em. À, cái này. Thực ra vết thương của cụ không phải là chuyện khó, chỉ là quan trọng chỉ là quần trang này bị dính ở trên cái miệng vết thương. Hiện tại ta có hai cách. Một chính là cô cởi quần của cụ ra, tôi giúp cô chữa trị. Còn có một cách nữa, chính là khoét một cái lỗ ở trên cái quần của cô xem. Cởi quần à, bắt một cô gái cởi quần coi chút xem ra. Chỉ có thể nghĩ cách khác thôi. À không cần đâu, em cởi xuống. Đại ca, làm phiền anh quay đầu lại trước có được không? À được rồi, xong rồi thì gọi tôi. Đã xong hạn chưa? À được rồi, phiền đại ca giúp em chữa trị. À vì tôi bắt đầu đây. Ừ. Mặc dù nói là trị thương, nhưng cái vị trí hiện tại quá thật là... Mặc kệ đi, chính sự quan trọng hơn. À, dễ chịu quá. Cảm giác có một luồng nhiệt khí ấm ấm chậm chậm tiến vào thân thể. Càng kỳ lạ là viên đạn của vết thương từ từ bị kéo ra ngoài cơ thể. Ơi, à, dễ chịu quá. Xong rồi. À đại ca, anh đã trị xong rồi sao? Đã xong rồi đó. Cô tự mình băng lại vết thương đi. Đoán chừng là buổi sáng ngày mại là có thể tự do hành động rồi. À đại ca, cảm ơn ân cứu mạng của anh thật là lợi hại. À đúng rồi, nữ tử giống như cô tại sao lại chọn làm binh vậy? Hơn nữa còn là bộ đội dạ chiến. Thực ra ông và bố của em đều là quân nhân. Em là từ nhỏ đã sùng bái nhân dân quân nhân rồi. Sau khi lớn lên
thì rất không dễ vậy vì mới dựa vào thực lực của bản thân mà gia nhập được vào tiểu đội Liệt Ân. Nhưng mà trong mấy cái trận chiến đều làm cho liên lụy tới chiến hữu. Hiện tại nghĩ lại thì em có lẽ thực sự không phù hợp với tham gia quân đội. Đại ca, cái lực gỗ này cho anh đó. Ở bên trên có khắc gỗ số điện thoại của em, anh nhất định phải giữ lại đó. Bây giờ em đưa anh đi tìm vào Thiên Thành. Đi rồi, vết thương ở chân của cô vẫn chưa khỏi. À, tôi dìu cô. À được. À đúng rồi, sao cô lại biết vị trí của Vạn Niên Thành trong rừng núi vậy? Nói ra thì cũng thật khéo. Hai cái cây Vạn Niên Thành cũng là do chúng em trốn ở sâu sơn cốc mới phát hiện ra được. Bởi vì thực ra cái vật đó có ngoại hình khá là đặc biệt cho nên em mới lưu ý tới. Ai về là quên mất, không chào hỏi chị Lâm rồi. Chị Lâm à, cái chân bị thương của em cũng không phải là chuyện lớn nữa rồi. Hiện tại em với đại ca đi tìm Vạn Niên Thành, đợi một chút là quay liền quay lại. Chị Yến Thành từ lúc nào lại có tính vui vẻ như vậy vậy? Trong nghi ngữ khí vậy mà tràn đầy vui mừng. Cô ấy từ trước đến nay không phải đều lên lùn sao? Lý nào ủng hộ? Lừa rồi à? Vừa nãy có phải là đại ca diêu trí Yên Thành đi qua đây hay không vậy? Tôi không nhìn nhầm chứ? Cậu không nhìn nhầm đâu. Hai người bọn họ đi tìm Vạn Thiên Thành rất nhanh sẽ quay lại. Một Tri Yến Thành xưa này đều lạnh lùng, vậy mà lại đồng ý để cho một nam nhân lần đầu gặp diêu đi. Thật sự là quá thần kỳ. Đại ca, một nam tử anh hùng hào kiệt hiếm thấy. Mặc dù Yến Thành đối với mọi người lạnh lùng, nhưng có khả năng chỉ là chưa gặp được chân mệnh thiền tử của cô ấy mà thôi. Có lẽ chính là đại ca bọn họ rất là xứng đôi. Và cho nên cái cây thiết một vạn lần năm trị Yến Thành muốn nở hoa cuối cùng rồi có đúng không? Nào mà cho sắp xếp lại chỗ súng này đi, việc quái gì tới cậu chứ? Đại ca, anh không cảm thấy em rất tùy tiện chứ? À không đâu, tôi rất thích những người có tính cách tự nhiên cởi mở giống như cô. Hơn nữa lời nói, làm việc đều không ổn mèo. Thực ra em với các đội hữu lúc ở cùng với nhau rất là lạnh nhạt. Có lẽ là do một số cơ hội của em trong một tháng cộng lại, nhưng cũng không nhiều bằng hôm nay nói chuyện với anh đâu. Không biết tại sao đây cả, em ở trên người đại anh lại cảm thấy một loại cảm giác tự nhiên, rất là tự do. Đó luôn là điều em muốn hướng tới, cho nên em mới không cố ý từ chối anh. Chẳng qua đây không phải là cái loại tự nhiên cởi mở mà anh nói. Ở trái đất này linh khí không đủ, nơi tài nguyên tu chân sắp cạn đến mức không rồi, mà nữ tử này lại có linh căn, quá thực là không dễ dàng. Sống thì cứ làm theo suy nghĩ của mình là được rồi, không bắt buộc là phải chiều theo của người khác. Cô thích thì chính là thích, không thích thì là không thích. Đại ca, anh nhìn bên đó kìa. Quả nhiên giống hệt y với cảnh vật mà Phương Nam đã nói. Xem ra chính là nơi này rồi. Dòng lực tay đào mộ mặc dù nhanh nhưng vẫn sẽ không cẩn thận phá hủy đất, phá hủy đồ ở trong đất. Vẫn nên dùng cách nguyên thủy nhất trong cái thời nguyên thủy thôi. Thi thể mặc là cái tấm da dê. Xem ra đây là một nơi, hình như là một nơi lâu tấm bản đồ, nhưng mà văn từ bên trời hình như là một chữ không hiểu, không biết là nội dung là gì nữa. Hơn nữa nơi vùng hoang dã này tìm người phiên dịch sợ là không dễ dàng. Ấy, mềm quá, trúng cái gì rồi à? À đại ca, những chữ này em biết, đây đều là tạng vân. Ông của em trước kia đã sống ở Tây Tạng khá là lâu, mà tạng vân chính là do ông dạy cho em. Chữ cái trên này không phải rất rõ đầy đủ, có khố hù, tà lần mà cần, còn có phân bú và thánh môn. Nhưng mà em nghĩ tầng là mà cần đó chắc là chỉ sa mạc lớn nhất ở nước chúng ta. Sa mạc ta là mặt cần đó. Có nhiều lúc mình đọc cũng hơi sai sai, anh em thông cảm ha. Top 15
Sa mạc này cũng được gọi là sa mạc chết, nằm ở lòng chảo Tà Rìm của Nam Tân Cương. Trong bản đồ có lẽ chính là nơi này. Thì ra là sa mạc à? Nhưng mà nhìn hướng chỉ của bản đồ quả thực chính là chỗ đó. Ta biết rồi, cảm ơn cô. À, thật ra em rất vui vì có thể giúp được anh làm chút việc. Nhưng cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Vừa nãy em cũng không có cảm ơn anh mà. Yên Thanh à, cô trước tiên ở bên cạnh nghỉ ngơi một chút đi. Tôi đem thi cốt của Ma Lạc chôn lại. Hiện tại chỉ sợ sa mạc là một cằn. Nhưng mà cái khố hồ với thánh mồn trên giấy và dịa là nơi nào vậy ta? Còn có cái cây tự tâm nữa. Cái lỗi linh mục này ở kỳ luyện khí thường xuyên phải dùng tới. Mặc dù điều kiện sinh trưởng không khắc nghiệt cho lắm, nhưng cũng tuyệt đối không sinh trưởng ở nơi sa mạc khô cằn này. Giữa bọn chúng rốt cuộc có liên hệ gì chứ? Hay là hai cái loại này vừa khéo được chặt, được đặt cùng nhau? Tử khí không ổn rồi. Vừa nãy đặt lực chú ý ở việc suy nghĩ câu hỏi là quên mất cảnh giác, xong rồi trốn không thoát rồi. Đại ca cẩn thận. Viện Thành, một quăng con rắn đi ra. Con tới, con rắn này hình như là nhắm vào mình mà tới. Con rắn này có chân, lý nào bắt buộc phải đến nhìn thân nhìn, bằng không thì Uyển Thành sẽ gặp nguy hiểm mất. Chạy vào đường sau. À, Uyển Thành, không ổn rồi. Sắc mặt u ám, miệng vết thương tỏa ra khí độc. Vừa nãy độc vật kia quả nhiên không phải là rắn độc bình thường, mà là thử lạc. Đại ca, xảy ra chuyện gì vậy? Làm sao vậy? Uyển Thanh bị một loại vật độc rắn giống như là rắn cắn. Con vật này được gọi là thử lạc. Tử lăng bên ngoài cùng với rắn không khác gì nhau, nhưng mà sinh vật này có bốn chi, bốn mắt. Vào buổi tối thì phát ra ánh sáng xanh. Lớp da bên ngoài cứng rắn, tốc độ là rất nhanh. Quan trọng nhất là độc của thử lạc vô cùng độc, tuyệt đối là không có loài độc rắn nào bình thường có thể so được. Đi ca, độc này sẽ không mất mạng chứ? Cầu xin anh hãy cứu Uyển Thành. Không ổn rồi, khí độc hình như đã hình thành một đường đen bắt đầu lan ra rồi. Thứ lan này thích linh khí, độc tố sẽ từ từ phân giải nguyên khí của con người, thẳng tới khi hết sạch nguyên khí. Mà thứ lan bình thường thì sẽ không đồng thủ với người bình thường, nhất định là nhắm vào tôi mà tới. Uyển Thanh đều vì tôi, vì cứu tôi mà mới bị thương. Phải làm thế nào? Trong phạm vi 100 mét đều không có bệnh viện, Uyển Thanh phải chết chắc rồi sao? Thử lan thành niên còn có thể xuất hiện cánh, mà thử lan này rõ ràng còn ở thời kỳ tuổi nhỏ. Nhưng mà ở địa cầu linh khí vốn không đủ, vậy mà có thể có thử lan, thật là khiến người ta kinh ngạc mà. Nhưng mà mây con này còn nhỏ, độc tính không mạnh, nhưng cũng chỉ có thể duy trì một khoảng thời gian thôi. Chết tiệt, phải chỉ có ngân tâm thảo mới được. Làm thế nào đây? À đúng rồi ha, trong mũ của mình còn có dự tính của ngân tâm thảo mà. À, đại ca muốn làm gì vậy? Tôi hay uống thảo dược. Trong mũ của mình của tôi vẫn có dự tính của thuốc, có lẽ có thể cứu được Yên Thành. À, mở mắt rồi. Đại ca, anh cho em uống. À, tôi hay uống thảo dược, trong máu vẫn có dược tính. Coi như là thứ bệnh viện hiến máu đi, cô không cần phải để trong lòng. À, cảm ơn anh. Đại ca, em đi rồi, cô nghỉ ngơi một chút trước đi. Tôi đi phụ cận tuần tra một chút, nhìn xem có độc vật gì khác nuôi không. À đúng rồi, lần sau đừng làm việc nguy hiểm như vậy nữa, biết chưa? Vừa nãy tiếp chút nữa thì không thể cứu sống được cô rồi đó. Ừ, không, lần sau nó gặp phải thì em vẫn chỉ chặn nó lại. Nếu anh trúng độc thì không còn gì nữa. Em trúng độc thì có lẽ anh vẫn có thể cứu sống em. Không được, nếu như cô trúng độc thì tôi không chữa được thì phải làm thế nào? Em mặc kệ đại ca, anh cứu em 2 lần, em không muốn anh bị thương. Em cho dù là không cứu được thì em cũng sẽ không do dự.
Hả? Ây, cô gái này hình như không chỉ đối với mình có ý báo ơn đơn giản như vậy ư? Yên Thành à, đại ca nấy có thần kỹ trên người, nhất định có thể tự bảo vệ được. Vẫn mấy lần này cô có thể bình yên vô sự, bằng không thì tôi làm gì có mặt mũi nào mà hướng về nhà cô bàn giao nữa. À, lời nói thử làng, mặc dù cũng không được tính là linh thú, nhưng lại có thể hứa nhận chủ. Nó có thể thay thế tôi luôn ở bên cạnh bảo vệ cô. Nè, các cậu ở nơi này chờ tôi đi chút rồi về. À đại ca, em đi cùng anh. Hiện tại nào với tôi của cô vẫn chưa khỏi mà. Chị làm mà, có đại ca chăm sóc em, chị yên tâm đi. À đội trưởng à, Uyển Thành phen này rõ ràng là nhìn chúng này cả rồi. Cái đôi vợ chồng son người ta đang hẹn hò anh bận tâm là cái gì chứ? Cũng đúng mà, người thân mang kỳ tài như cậu cả, như cả đại ca cậu, có con gái nào mà nhìn không đồng lòng chứ? Em nói này đội trưởng à, chắc không phải chị cũng nhìn chúng này cả chứ? Hay lắm Phương Vĩ à, gân béo của cậu lên rồi hả? Ngay cả đội trưởng cũng dám trêu chọc. À đúng rồi, những cô gái tuổi như cô bình thường đều đang đi học. Cô nhập ngũ mấy năm rồi, sao lại không đến trường học vậy? À biết vì tôi là con gái nên ở trong nhà hy vọng tôi đi xem mắt tìm được một người thừa kế gia nghiệp phù hợp. Tôi không thể đồng ý được nên đã chạy gia nhập quân đội, chưa từng về nhà lần nào. Đại ca, người yêu tú như vậy chắc là đã có bạn gái rồi nhỉ? Bạn gái à? À không có, thật không. Nhưng mà ngược lại thì có một cô vợ. Cái tình huống gì vậy? Ngồi miệng thì cười hi hi, chứ trong lòng thì không phải chứ, kết hôn rồi ư? Con chạy đến rừng sâu vấn này làm cái gì? Trẻ thế đã kết hôn cả đời mà, khó khăn lắm mới làm một, mới gặp được một người mình động lòng. Người kết hôn rồi sao con có điện thoại chứ? Ông trời, có chuyện gì với ông vậy? À đại ca, anh kết hôn rồi sao? Cô ấy chắc ắt, cô ấy chắc cũng là giống như cô vậy, không muốn phục tùng hôn nhân gia đình sắp xếp. Lúc đó thì tôi vẫn chưa hề quen biết cô ấy. Rồi có một ngày cô ấy xách vali hành lý đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi, muốn kết hôn giả với tôi, chứ thực ra chỉ là giúp đỡ mà thôi. Nếu như anh có khó khăn gì thì tôi sẽ vui vẻ giúp đỡ anh. Cái gì đại ca? Anh là kết hôn giả sao? Người phụ nữ kia lợi dụng anh, sao lại có cái loại phụ nữ đó chứ? Thực ra giúp đỡ Ninh Kình Tuyết, tôi cũng chỉ hy vọng thiện cố thiện báo, đời này hoặc là kiếp sau. Số phụ nàng ấy là có kiếp nạn, nếu như có người giúp đỡ một tay mà thôi. Bị cô ấy lợi dụng sao? Ai, thực ra đại ca anh làm sao vậy? Chúng ta không nói chuyện này nữa. À tôi ngốc thật đó. Người như đại ca, nếu như đồng ý với người ta thì chắc chắn là có chỗ khó nói. Tôi nói bậy cái gì chứ? Hả? Đây chẳng phải là con thư làng mắc đuôi lúc nãy sao? Thì ra con thư làng này vẫn luôn trốn ở bên trong bóng tối quan sát chúng ta. Không ngờ tâm tính của nó lại giáo hoạt như vậy. Lúc này không trốn chắc chắn sẽ là đang chờ cơ hội công kích. Yên Thành à, cô ở đây nha, mình chủ động công kích thì quá mạo hiểm rồi. À đại ca, chúng ta đi đâu? Chống mày chết dưới tàu. Tập 16. Bắt được mày rồi. Yên Thành à, cô nhìn cắn đầu ngón tay đi, nhìn lên. Trên người con đồ vật này đang tiết ra chất dính nè, sắp không nắm nổi nữa rồi nè. À biết rồi. Con thứ lang này xem tao tại trị mày như thế nào đây? Ý? Mau, trích máu đầu ngón tay của cô nhỏ vào rãnh máu ở trên đầu của nó. Được. Thiên đạo tất nhật nguyệt, cầu thần nô bất phục, giỡn. À đây cả, cái con tử lang này nhìn không khác tí nào mà. Ý? À đây cả, nó bảo vệ với tôi đi à.
Đại ca ơi, nó quấn lấy tôi rồi. Ôi, nó thực sự không cắn người sao? Đại ca sợ. Thứ lăng đã trích máu nhận người rồi, sẽ không hại cô đâu. Chỉ công kích người khác khi có mệnh lệnh của cô thôi. Sau này tôi không ở đây thì để cho nó bảo vệ cô đi. Vậy hằng ngày nó ăn gì thật à? Thứ lăng thì ăn măng tre, đương nhiên thì cô cũng có thể để nó tự ra ngoài tìm đồ ăn. Người bình thường không bắt được ra đâu. Cái gì? Cái gì nhìn nó thế này mà lại ăn măng tre sao? Rồi, trời sắp sáng rồi, chúng ta về thôi. À đại ca, nó chui vào ống tay áo của tôi rồi nè. Không sao, mới đầu thì nếu không quen cô cứ làm cái túi nhỏ đựng nó là được rồi. Wow, mặt trời hôm nay dễ chịu quá. Không biết anh Diệp hiện giờ đang làm cái gì nữa. Uyên Thành, cô ở đây làm gì vậy? Chắc không phải đã nhớ anh Diệp của cô đó chứ. À, đội trưởng à, chỉ lấy đưa em rồi. Nhưng mà những ngày tiếp xúc với anh Diệp vừa qua thật sự là những ngày vui nhất trong cuộc đời. Mặc dù nhìn bên ngoài anh Diệp nhìn có vẻ lạnh lùng, nhưng thực ra lòng người rất là tận tâm và chu đáo. Không những giúp em bắt thư làng, trước khi đi còn dạy em nhiều kỹ xảo phòng thân. Diệp đại ca, khi nào anh đi vậy? Vết thương của cô đã khỏi rồi. Tôi cũng đã ở từng dừng lại đây khá là lâu rồi, sáng mai sẽ đi. Ngày mai phải đi rồi sao? Diệp đại ca, anh nhất định phải lưu số của tôi đó. Nè, cô phải tự chăm sóc bản thân. Anh Diệp à, cô quả thật là một người đàn ông kỳ lạ có sức hút. Đi rồi, để nhiệm vụ lần này kết thúc thì tôi sẽ gửi báo cáo cấp trên cho cô Dĩ nghỉ vài ngày. Đến lúc đó thì cô có thể đi thăm anh Diệp của cô rồi. Thật sự đội trưởng à, thật là tốt với em quá. Ê chạy Yên Thành à, sao giờ cô trở nên dính người thế này? Anh Nam à, không ổn rồi. Vô hữu bàn và phì bàn đánh đến đây rồi. Lần này bọn chúng tới hung hãn. Anh Nam, nhanh nghĩ cách đi. Quản cái gì chứ? Pháp đạo hội đã lập ra bao nhiêu năm ở đất Lưu Xà Trấn này rồi. Không phải là ăn chay đâu. Hôm nay, ba đáng còn sót lại của 13 thái bảo đã bị chúng ta thu nạp gần hết rồi. Chúng ta hoàn toàn có thể chống lại vô hữu bàn. Thầy đầu à, cậu đi xử lý bọn chúng đi. Không thành vấn đề. Các anh em, muốn đánh nhau một trận thì theo tôi. Anh thầy đầu à, em đi. Em cũng đi xử chết bọn chúng. Ngày này lợi ích của một 13 thái bảo đã tăng lên thực sự rất lớn. Lớn mạnh cho thực lực của chúng ta. Hiện giờ sản nghiệp của vua hữu bàn không lớn bằng chúng ta. Nhưng chúng ta sợ cái gì chứ? anh thật đầu à, vua hữu bàn và phi bàn lần này đến không nhiều người cho lắm. Nhưng phi bàn lại mang đến rất là nhiều vũ khí cho chúng ta. Trước đây, chúng ta đi theo 13 thái bảo cùng nổi út ức. Nhưng chưa từng đánh một trận lớn như thế này. Bao giờ? Nhiều vũ khí quá. Đó chẳng phải là tự đưa đến cửa sao? Chúng ta không thể lạnh nhạt với quý khách quý từ xa đến được. Hôm nay chính là trận chiến nêu cao tên tuổi của phát đạo hội của chúng ta. Ôi chào, anh Phương Nam mà anh tình đầu lâu quá không gặp. Vô hữu bàn, nơi này không chào đón chúng mày. Phát đạo hội chúng mày đột nhiên nuốt hết 13 thái bảo. Bọn ta thực sự không dám xem thường chúng mày. Có phải không? Người bọn ta không nhiều, cũng không dám đến địa bàn của phát đạo hội làm khách. Chê! Còn có người mang tên lửa đến để làm gì cơ? Làm khách cơ à? Đây là đến để cướp địa bàn sao? Đưa tên lửa làm khách là chọc phách đạo hội chúng mày mặt mũi rồi. Món quà này thích thì phải nhận, cũng đúng phải nhận đấy nha. Hả? Cái gì? Khốn kiếp! Đó đều là nhà dân đó. Lưu Sa, không phải nơi này là chúng mày có thể làm sang làm bậy được. Tên, giúp ta chăm sóc Phương Nam cho tốt đi. Ra tay cũng đừng có nặng quá. Không thành vấn đề. Lão Đại à, chỉ đến gãy hai cái tay của anh ta chắc cũng được nhỉ? Vô hổ bạc, đừng có mở ngóng cuồng. Dỗ! Tốc độ ra quyền của lão già này nhanh thật đó.
Chẳng phải là muốn gánh gãy hai cái tay của tao sao? Đến đi. Anh Nam Huy Y Vũ, anh Nam Ngâu Lui, anh Nam Sứ đem bọn chúng đi. Một cái đám ngu ngốc. Các anh em, lên hết cho anh. Hàng hái lên đuổi Vô Hồ Bàng và Phi Hồ Bạc ra khỏi Lưu Xà. Xâm lên giết chết Vô Hồ Bàng. Phách đạo hội xong lên rồi. Nhanh chuồng thôi. Các anh em, bọn chúng sợ rồi đuổi theo sự chúng. Kỳ lạ chưa? Sao chưa đánh đã chạy? Không lẽ ta đâu được cái đuổi? Bên đó có bẫy. Mà nó lưới đánh cá đâu ra vậy? Vô bằng cái đám tập chúng chúng mày, vậy mà lại dùng cạm bẫy. Phát đau hội quả nhiên đều là phế vật không có não mà. Anh Nam đi đi, đừng có lo cho bọn em. Xem ra phát đau hội trèo lên vị trí thứ hai, quả nhiên là dựa vào vị cao nhân đứng đằng sau kia. Dừng tay, phát đau hội gây dựng ở đây chẳng phải chỉ nhờ vào dịp huynh đệ đâu nha. Cả anh em của Phương Đàm Tạo không có ai là nhút nhát cả. Thì ra tên đó là họ Diệp à. 13 Thái Bảo năm nào cũng tiến công cho bọn Tạo. Đều do cái tầng không có mắt kia làm hỏng chuyện làm ăn của ông. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Phát đau hội trong mày thực sự có kẻ xấu đấy. Đây chẳng phải là một kẻ xấu hay sao chứ? Những cõm bẫy này đều là nhờ những người cũ của 13 Thái Bảo mới hoàn thành được đó. Là mày. Mày chẳng phải là chính người báo tin lúc nãy hay sao chứ? Mày đi cấu kết với người ngồi. Trách tao sao? Đi theo 13 Thái Bảo bữa nào cũng ăn thịt. Gia nhập phát đạo hội thì một giọt mỡ cũng không có. Đối gây đến một vòng lớn rồi nè. Chết tiệt, vơ vét mồ hôi nước mắt của dần cũng to mồm không thở gấp. Được rồi, được rồi. Có trách thì trách lòng người trong pháo đại hội chưa được chỉnh tề, đã phụ trương rồi. Hôm nay chính là ngày diệt bang phái của các của phát đạo hội. Người có thật đầu tốt quá. Thật đầu còn nói không ít quân đệ mai phục âm thầm. Xem ra là phải ổn định Vô Hữu Bang rồi. Rồi nói tiếp gì? Lần này coi như là phát đầu bằng cam bái hạ phòng. Nói đi, phải thế nào thì mới thả anh em của tao ra? Chà chà chà, khi tao lúc nãy có phương hội trưởng đi đâu rồi? Đây coi như là đang cầu xin tao sao? Chỉ cần mày đồng ý thả anh em của tao, thì phương nam tao đồng ý với bất kỳ điều kiện gì của Vô Hữu Bang. Lão đại à, đám tôm tép của phát đầu hội đang đánh tới rồi. Không cần vội để bọn chúng đánh đi. Phương hội trưởng không lẽ không phát hiện ra chủ lực của Phương Dương Bạn không ở đây sao? Bây giờ ê là hắn và miếu thờ của hắn đã... Cái gì? Người của chúng mày đi đến miếu thờ mà anh Diệp ở sao? Tập 17. Phương hội trưởng sao thế? Lo lắng sẽ tiêu diệt cái đứa chống lưng phía sau của mày sao? Nếu như anh Diệp ở trong miếu thì vấn đề không lớn. Chỉ là tôi có đến thăm dò mấy lần, đều không thấy dấu vết của anh Diệp quay lại. Nếu như mà những hoa cỏ mà anh Diệp đã nhờ vả xảy ra bất trắc, anh Diệp trách tội ê là phát hào đàn. Phát đau hội chúng ta không còn đất dùng thân. Ta không phải lo lắng cho anh Diệp, mà là phát đau hội chúng ta và vô vị bàn chúng mày. Anh Nam, nhanh đến miếu thờ đi, đừng có lo cho bọn em. Rành còn ngon ngón cho ông. Thật đâu, ở đây bọn em gánh được, bọn em cũng không phải làng chay. Anh Nam đi nhanh đi, tuyệt đối không thể để anh Diệp xảy ra chuyện. Thật đâu, cố gắng, các cậu phải cố gắng lên, chờ anh trở về. Lần này đúng là thất sách thật. Trăm tính ngàn tính lại quên mất chỗ của anh Diệp, chết tiệt. Lão đại à, Phương Nam chạy rồi. Mà kệ hắn đi, một mình hắn thì đi cũng nạp mạng thôi. Lần này đi biên giới thời gian có hơi dài. Không biết mấy cái cây ngân tầm tháo trồng đã nở hoa chưa. Bây giờ đã tu luyện đến chỗ quan trọng rồi. Có thể đột phá hay không, cũng phải nhờ vào những cái cây đó thôi. Trào méo lại cháy rồi.
Không lẽ cái đám súc sinh phường Nam tao liều mạng với chúng mày, chỉ dựa vào mày? Tao thật muốn xem trong cái cảnh, cái mảnh đất của mày có bảo vệ nổi rốt cuộc là bà bố gì. Chưa bắt được thành rành phá hỏng quy củ của bộ tao mà mày lại cố tình chạy đến đây nập mạng à? Chỉ còn tao cùng một hơi thở thì chúng mày đừng hòng làm bậy. Sắp chết đến nơi rồi còn cứng miệng, vậy thì tao tiễn mày sang Tây Thiên. Chỉ là một đám cỏ cây rác rưởi thôi mà, tao còn tưởng là bảo bối quý hiếm gì cơ đấy. Tao nhổ vào. Dừng tay. Cái đám cặn bã này lại dám chỉ tới chỗ tao vào bộ à? Chê đường hoàn tiền ít quá người, ít người quá có đúng không? Anh Diệp à, xin lỗi anh, tôi không bảo vệ được chỗ này. Rốt cuộc cuối cùng cũng đã đến xuất hiện rồi à? Mày chính là cái thằng rành đó đó có đúng không? Nghe nói một mình mày diệt hết 13 thái bảo. Nghe nói hắn rất là lợi hại. Đại ca đừng có nói nhiều với hắn, phi ban nhị sát chúng ta xử lý hắn đi. Giết. Đúng là chán sống mà. Được đùi. Còn ngay đó là có gì? Có vậy mà cũng bị dọa cho vỡ mặt rồi sao? Lên hết cho tao. Hắn là cái thứ quái quỷ gì vậy? Chết rồi. Sao làm sao có thể chứ? Trong nháy mắt là chết hết rồi. Lúc nãy là mày dẫm lên cỏ của tao có đúng không? À đây, tôi sai rồi. Anh xem những cái cỏ này của anh bao nhiêu tiền tôi đền, bao nhiêu tôi cũng đền. Không cần nữa. Đây mới là ác thực sự nè. Thật may khi tôi là chiến hữu chứ không phải là kẻ địch của anh. Anh gì mà những cây này cũng có thể cứu không? Nếu như thật sự không cứu được thì lửa càng ngày càng lớn rồi. Thực ra những cây này chỉ là những cây cỏ bình thường thôi. Hả? Vậy cỏ anh thật ở đâu? Anh Nam, anh Diệp, hai người không sao chứ? Thật đâu? Bọn em chiến đấu hết mình, không đỡ bọn vua hổ bạn kia chiếm được lợi tí nào. Bọn em chỉ nghĩ ra phải nhanh chóng qua đây chi viện cho anh Nam cùng nhau bảo vệ nhà của anh Diệp. Chỉ là vẫn hơi muộn. Ai phát đầu hội chúng ta quá như ai cũng giỏi. Diệp đại ca, sau khi anh đi, bởi vì lợi ích 13 thái bảo để lại, anh Nam và vô hữu bạn bên ngồi vô xà đã xung đột với nhau về chuyện phân chia. Vốn dĩ là anh Nam cũng không sợ vô hữu bạn, nhưng mà vô hữu bạn lại không giảng giang hồ đạo nghĩa, cấu kết với phiền bạn đột nhiên phát động công kích với phát đáo hội. Hơn nữa, bọn họ còn nghe ngóng được ở cái nơi mà bọn em sắp xếp cho anh. Anh Nam biết nơi này là có họ cả mà anh Diệp cực kỳ coi trọng, không mang gì nữa xong đến đây, sợ cái đám người kia phá hội nơi này nhân lúc anh không có ở đây. Thì ra là vậy à. Đúng là trong cái rủi có kim mây, cũng nhờ anh Nam liều mạng bảo vệ mảnh đất này. Nếu như những cái hạt mầm này mà bị đốt thành đất cả thì bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển hết. Anh Diệp liều mạng cứu tôi, cứu mạng. Anh Diệp nhiều lần cứu mạng chúng tôi cảm kích cũng không kịp. Anh Diệp à, không cần phải lo, nơi này không còn gì nữa rồi. Chúng tôi còn nơi khác đảm bảo anh có thể sống thoải mái ở lâu xa. Vốn dĩ là tôi định sống ở đây một thời gian, nhưng là phát hiện đất ở nơi này không phù hợp cho thảo dược của tôi. Lần trước trồng phần lớn còn chưa nảy mầm, đã thối ở bên trong đất rồi. Vì vậy tôi phải đi thôi, đi tìm một nơi có thể nở hoa. À, phương Nam tôi biết anh là một người không dùng độ lượng. Hiện giờ đa số người của vụ hộ bạn chết ở đây. Anh chỉ cần nuốt luôn thế lực của họ là được rồi. Đó chính là bàn lớn nhất ở lâu xà này rồi. Tôi nhất định sẽ chỉnh đốn lại thế lực của lâu xà. Dân chúng ở lâu xà tuyệt đối sẽ không phải chịu khiếp nữa. Anh Diệp à, anh yên tâm làm việc của anh đi. Phương Nam, vậy tôi đi trước một bữa đây, có dịp gặp lại. À, anh Diệp tung bồm siêu gió nhé. Diệp đại ca bảo trọng.
Bây giờ xem ra không phải là ngân tầm thảo có thể tồn tại được ở bất kỳ nơi nào trong thế giới này. Đối với những nơi này, nơi mà ngân tầm thảo không sống được, cũng không cần thiết phải lưu lại lâu. Chỉ là lần này quay về thì không tránh được tống già đi rồi. Rốt cuộc Diệp Mặc trốn đi đâu rồi? Báo cáo, chúng tôi nhận được tin có một thanh niên rất giống Diệp Mặc. Nói tiếp đi. Nhưng căn cứ vào lời tài xế nói thì người này nửa đường xuống xe ở Quý Tương Đại Lĩnh, tin tức là bị đứt đoạn. Quý Tương Đại Lĩnh à? Nơi này khắp nơi đều là rừng cây rặn rúi. Nếu như Diệp Mặc cứ trốn ở trong đó thì tìm ra cũng có hơi phiền phức đó. Thu Hạ cho rằng Diệp Mặc thành hôn với Ninh Kinh Tuyết, sau đó lại giết thiếu gia vì Ninh Kinh Tuyết mà đi. Người này có âm mưu gì? Vì tiền tài hay vì sắc? Trốn trong rừng sâu thì hẳn có âm mưu gì? Được chứ, nói đến nói đi thì đây chỉ là cái hoảng bình thôi. Nếu hắn đã muốn trốn thì ta cũng kéo dài vì hắn, tự xem hắn có thể trốn trong rừng bao lâu. Rút hết người ra, đang điều tra tài hiện trường về đi. Theo dõi từ xa, điện thoại, tài khoản, thân phận và đồng tính của Diệp Mặc. Vâng, hải dạ. Diệp Mặc, nếu mày không chịu sức đầu lộ liện thì đừng có trách tao lại thu ít lợi từ vợ mày đó. Diệp Mặc, sao anh vẫn chưa trở về? Kinh Tuyết à, cô không thể cứ đây mãi được, cô nên phấn chấn hơn. Có cuộc sống của riêng mình. Anh em vào đăng ký kênh truyện ngắn tổng hợp giúp mình nhé. Cho đủ 1.000 sub sớm nhất nhé. Còn có 200 người nữa thôi.